Ngày 23 tháng 1, phát hiện 2 ca dương tính với Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh thông điệp chống dịch như chống giặc, không để dịch lây lan trên phạm vi toàn quốc. Ngày 13 tháng 2, 11.000 người dân xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc bị cách ly. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định họp khẩn vào lúc 22 giờ để thống nhất tiến hành cách ly toàn bộ các hộ dân từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch. Ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới công bố đại dịch với hơn 120.000 người nhiễm trên toàn cầu. Ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định công bố dịch trên phạm vi cả nước với tính chất bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu và thực hiện giãn cách xã hội ở phạm vi toàn quốc. Đường phố vắng lặng một cách khác thường. Nhiều người đùa, Tết năm nay dài nhất lịch sử. Nhưng Tết đáng lẽ phải vui, khi rất nhiều mảnh đời đang phải đối mặt với thách thức mưu sinh hàng ngày. Cả nước vào cuộc, từ đội ngũ y bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân từng phút, bộ đội, dân quân, doanh nghiệp đến từng cá nhân đều nỗ lực góp sức. Việt Nam với truyền thống lá lành đùm lá rách, ai có công góp công, ai có của góp của, đã tạo nên những tia nắng ấm áp, sưởi ấm và xua tan bầu không khí u ám do đại dịch. Chúng ta đã không bỏ ai lại một mình. Trong những ngày chống dịch, chúng ta đã trải qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như là hoang mang, giận dữ, lo sợ và buồn phiền. Rồi dần, chúng ta cũng lạc quan khi xuất hiện những thông tin tích cực ngày càng nhiều hơn và đồng thời được dư luận quốc tế đánh giá cao. Việt Nam đã mở ra những bài học cho Mỹ trong việc ứng phó với đại dịch toàn cầu. Việt Nam là quốc gia thành công nhất thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ có niềm tin rất lớn vào biện pháp đối phó của chính phủ Việt Nam đối với dịch Covid-19. Từ ngày đầu đến bây giờ là hoàn toàn là tin tưởng vào sự khả năng của bác sĩ và y tá Việt Nam ở đây. Tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác sĩ và các cơ quan chính phủ Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào nhưng không được chủ quan. Đại dịch Covid-19 có thể trở lại hoặc những thách thức khác sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống. Nhưng với sự sáng tạo, năng lực, tinh thần đoàn kết và lạc quan của dân tộc Việt Nam, chúng ta sẽ vượt qua và cùng hướng về tương lai tươi sáng. Tự hào là người con của Việt Nam và cùng chung sức với hơn 95 triệu dân trong cuộc chiến này. Thành xin chúc mọi người sức khỏe, bình an và luôn luôn vững tin vào một tương lai tươi sáng.